một thứ luật ngoài luật, ai cho doanh nghiệp lương thiện? Lời khai trước tòa của bị cáo Vũ Minh Thắng, giám đốc công ty Thuận An, để rồi cuối cùng, từ 600 triệu đồng hối lộ lần đầu tiên, Vũ Minh Thắng đã phải đưa hối lộ tới hơn 2,1 tỷ đồng để được cấp phép 6 chuyến bay và 12 đoàn khách lẻ. Để rồi hôm nay, ông chủ doanh nghiệp ngày nào trở thành bị cáo, tay đeo còng số 8, đứng trước vành móng ngựa và đối mặt với một án tù không hề ngắn. Có rất nhiều những lời khai như vậy tại phiên tòa chuyến bay giải cứu. Bị cáo Đào Minh Dương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Viasun, thậm chí ví cục lãnh sự như cục hành dân để nói về nỗi khổ của doanh nghiệp. Bởi khi tổ chức các chuyến bay, công ty Viasun của ông Dương phải thế chấp trước tiền thuê máy bay, mỗi lần từ 6 đến 9 tỷ đồng. Công dân nước ngoài muốn về nước thì phải trả tiền nhà, xin nghỉ việc, gửi đồ đạc, trong khi cứ mai bay thì hôm nay mới được cấp phép. Ở cục lãnh sự, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan còn gây khó khăn, bảo bị cáo đưa tiền nhưng bị cáo không đưa nên sát ngày mới cấp phép. Lời khai của bị cáo Dương, có câu, có dầu thì tàu mới chạy đã đúng đến đau đớn trong trường hợp này. Việc không có dầu chẳng những hành hạ công dân trong hoàn cảnh dịch bệnh phải tìm đường về nước mà còn khiến cho doanh nghiệp khó khăn cùng cực, phải ở vào thế không thể không hối lộ. Không dầu thì tàu không chạy cũng là hoàn cảnh của bà Hoàng Diệu Mơ, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch dịch vụ hàng không An Bình. Ban đầu doanh nghiệp của bà Mơ vô tư nộp hồ sơ xin cấp phép chuyến bay, kết quả là bị gây khó khăn là không được chấp thuận. Kịch bản cấp phép cho An Bình cũng y như đối với Thuận An, với Viasun tức là chỉ có khi bà Mơ đưa tiền cho các cán bộ có trách nhiệm. Tiền gầm bàn, tất nhiên. Những lời khai không chỉ tố khổ mà đó còn là những lời khai cho thấy doanh nghiệp muốn lương thiện cũng không xong, bị hành hạ, gây khó dễ, bị đẩy vào thế cùng đường đến mức không thể không hối lộ. Cáo buộc tại tòa cho thấy điều đó khi bà Lan và một số cá nhân khác bị xác định là gây khó khăn nhũng nhiễu bằng cách thiếu minh bạch trong quy trình tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép chuyến bay, bằng việc tự ý ra văn bản yêu cầu dừng triển khai chuyến bay khi doanh nghiệp đã bán hết vé, đã thuê tàu bay, hoặc sát ngày mới thông báo, hoặc thay đổi kế hoạch bay, số hành khách để buộc các doanh nghiệp phải tìm cách tiếp xúc, gặp gỡ và thỏa thuận về chi phí đưa hối lộ. Trong phần luận tội, cơ quan công tố cũng khẳng định một số bị cáo đã có sự lập lờ khi cho rằng việc nhận tiền là do doanh nghiệp cảm ơn. Đây là việc đánh cháo khái niệm cực kỳ nguy hiểm, tạo ra tiền lệ xấu cho xã hội, cần phải có nhận thức đúng đắn nhằm loại bỏ thứ văn hóa phong bì. Đúng là như vậy, bởi vì rất nhiều bị cáo trong nhóm đưa hối lộ đã khai thậm chí bị ra giá tới 4-15 triệu đồng mỗi khách, chèn ép bắt chẹt, chặt chém vô lý đến mức họ không thể kham nổi. Và khi xin giảm giá, họ còn bị sổ tuẹt vào mặt, không có tiền thì đừng có bay. Cơ quan công tố đã đúng, làm gì có chuyện cảm ơn với số tiền bằng cả gia sản, bằng mồ hôi nước mắt của doanh nghiệp, của nhân dân. Lời luận tội của cơ quan công tố cũng cho thấy dẫu là đưa tiền trước để được cấp phép hay nhận tiền cảm ơn, sau đó thì bản chất vẫn là một, là nhận hối lộ. Nhưng hoàn cảnh dịch bệnh không có tiền lệ, chưa từng có trong lịch sử, rất cá biệt trong vụ án này, thật ra lại không hề là cá biệt trong việc phát sinh bôi trơn. Bởi theo báo cáo PCI 2022 cho thấy, có tới khoảng 42,6% doanh nghiệp phải chi trả các chi phí không chính thức và khoản bôi trơn ấy lớn đến mức có tới 3,8% số doanh nghiệp phải dành hơn 10% doanh thu để trả chi phí không chính thức. 515 lần đưa hối lộ với tổng cộng 165 tỷ đồng được ghi nhận trong một vụ án là một con số chưa từng có trong lịch sử. Nhưng cái đáng quan ngại thật ra đã được công bố trong chính báo cáo PCI, tỷ lệ doanh nghiệp đồng ý với nhận định tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp là phổ biến đang gia tăng đáng kể, từ mức 57,4% trong năm 2021 lên đến 71,7% trong năm 2022. Có nghĩa rằng nó rất phổ biến, đã trở thành một thứ luật ngoài luật. Nguyên nhân của việc nhũng nhiễu, làm khó để đòi hỏi, để tạo ra một thứ luật ngầm bất thành văn, thật ra đã được phát hiện tổng kết từ rất lâu. Nó nằm trong chỉ 5 chữ, thiếu công khai minh bạch mà chừng nào còn chưa khắc phục được, sẽ lại còn tiếp tục có những đại án và những kỷ lục. Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM lên tiếng vụ người mặc pháp phục tại quán nhậu. Ngày 24 tháng 7, một nguồn tin cho biết Công an quận Gò Vấp đang củng cố hồ sơ vụ việc xôn xao dư luận xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn. Theo đó, tối 22 tháng 7, lực lượng Công an kiểm tra quán nhậu tại phường 17 quận Gò Vấp và đưa nhiều người về trụ sở test ma túy. Trong đó có ông Nguyễn Minh Phúc sinh năm 1983, ngụ ở huyện Củ Chi. Ông Phúc âm tính với ma túy nên được cho về. Đáng chú ý, ông Phúc mặc pháp phục màu vàng xuất hiện tại quán nhậu đã khiến cho dư luận bức xúc. Về vấn đề này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã lên tiếng. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao động, Thượng tọa Thích Tâm Hải, trưởng ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM khẳng định,
ông Nguyễn Minh Phúc tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc, không phải là tu sĩ Phật giáo. Về việc ông Phúc lên mạng có những phát ngôn giả dạng tu sĩ Phật giáo đã được Thượng tọa Thích An Thường, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi báo cáo. Theo Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi đã từng triệu tập các cuộc họp xử lý vụ việc với sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan như là Công an, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin. Qua thẩm tra các loại giấy tờ chứng minh là tu sĩ, các quyết định bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Minh Phúc với chữ ký của Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hòa Thượng trưởng ban Tăng sự Trung ương, khuôn dấu của Hội đồng Trị sự Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cho ông Nguyễn Minh Phúc đều do ông Phúc tự làm và giả mạo. Các huân chương, huy chương, bằng khen của lãnh đạo nhà nước, chính phủ cũng được cơ quan chức năng khẳng định là do ông Phúc tự làm giả. Thượng tọa Thích Tâm Hải thông tin thêm, vụ việc ông Nguyễn Minh Phúc từ năm 2014 được Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì Chùa Hoàng Pháp, huyện Hóc Môn, xác nhận không phải là tu sĩ xuất gia ở Chùa Hoàng Pháp và thông báo rộng rãi lưu ý. Cơ quan chức năng cũng thông tin cho biết, các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, cấp cho tập thể và cá nhân ông Nguyễn Minh Phúc không có tên trong danh sách khen thưởng lưu trữ tại ban thi đua, khen thưởng. Các trường hợp được khen thưởng không hề có tên ông Nguyễn Minh Phúc. Nợ bảo hiểm xã hội, cần thuốc đắng hơn để giá tật. Chị Dương, nhân vật chính trong phóng sự Hành trình không trọn vẹn trên chuyên mục Đời thợ của tạp chí Lao động và Công đoàn sẽ được chốt sổ bảo hiểm vào tháng 9 năm 2023 sau 10 năm dòng đi đòi nợ lương bảo hiểm xã hội. Nhưng niềm vui ấy không trọn vẹn khi chị mắc bệnh nan y. Ngoài kia còn có biết bao thân phận vất vả, vật vã vẫn bị những ông chủ hào nhoáng nợ những đồng mồ hôi nước mắt và vẫn hiếm kẻ bị xử lý mạnh tay. Đầu năm nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung một số chế tài xử lý để hạn chế dần nạn nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, như là phong tỏa hóa đơn, cấm xuất cảnh với chủ doanh nghiệp. Phải tính đến chuyện chẳng đặng đừng này, bởi Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin, đến hết năm 2022, cả nước có hơn 30.000 nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc diện đã giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn nên khó thu hồi, với tổng số tiền còn nợ là hơn 4.048 tỷ đồng cả gốc và lãi của trên 213.300 người lao động. Những con số lạnh lùng đó và thực tế đau lòng trên che lấp bao cảnh đời khó khăn như chị Dương. 213.000 người bị nợ bảo hiểm xã hội đồng nghĩa với những gì họ lẽ ra được hưởng, hỗ trợ từ lúc họ mất việc hay an sinh về già, mất đi một phần hoặc có thể tất cả. Họ hoàn toàn không có lỗi, họ đã đổ mồ hôi sôi nước mắt biết bao năm trời, tiền đấy từ công sức của họ. Bỗng nhiên ngày nào đó, bật ngửa ra rằng chủ sử dụng hay thuê mình chẳng chịu nộp một phần hay toàn bộ và nhiều thứ phía trước gần như bế tắc. Răn đe đã nhiều, quy định đã không ít và ra tòa, mạnh tay cũng vài vụ, nhưng kết quả là nhiều nơi nợ bảo hiểm xã hội người lao động càng trầm trọng hơn. Có vẻ như thuốc đắng chưa đủ liều để giá tật và không ít chỗ quyết tâm trên bàn họp nhiều hơn xử lý hiệu quả ở ngoài thực tế, nên hiện cả nước có khoảng 206.468 người lao động bị nợ đọng bảo hiểm. Nhưng đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam mới giải quyết cho 30.241 người được hưởng các chế độ hưu trí, tử tuất và bảo hiểm xã hội một lần. 34.575 người đã được xác nhận quá trình đóng đang bảo lưu, 77.627 người đã được xác nhận quá trình đóng đang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tại các đơn vị mới, còn hàng chục ngàn người sẽ ra sao? Đem nhau ra tòa vẫn như muối bỏ biển, xử lý hình sự chẳng dễ dàng gì khi vướng chỗ này và mắc chỗ nọ, vận động hay cả răn đe thì tác dụng như trên đã rõ. Giờ đây, biện pháp cấm xuất cảnh hay phong tỏa hóa đơn như các doanh nghiệp nợ thuế mới chỉ được bàn, cần sớm được luật hóa để bớt gánh nặng cho quốc gia và hệ lụy xấu xí về sau cho người lao động. Chỉ cần nợ 3-6 tháng, mạnh tay ngay như thế thì chắc chắn số tiền, số lao động bị nợ bảo hiểm xã hội sẽ giảm dần, khá nhanh. Còn vẫn chần chừ và ngần ngại như hiện nay, khó khăn tiếp tục chồng lên vất vả cho nhà nước lẫn người lao động nghèo. Bảo hiểm xã hội là an sinh quốc gia cần được tôn trọng và tuân theo những luật lệ nghiêm khắc, bởi làm tốt điều đó không chỉ hỗ trợ tốt cho người lao động khi cần, về già mà còn đảm bảo phúc lợi xã hội. Xử nghiêm những kẻ vi phạm vừa giữ nghiêm quốc pháp, vừa giúp bớt đi những cảnh đời đau khổ như chị Dương và mòn mỏi vật vã của bao người nhiều năm qua vẫn đi đòi quyền lợi đáng được hưởng. Luật hay lệ, dù khắt khe, nghiêm minh nhưng giúp ích cho xã hội, đảm bảo quyền lợi của số đông chắc chắn sẽ được ủng hộ và tuân theo. Bắt nhân viên văn phòng đăng ký đất đai tại Quảng Ngãi. Ngày 24 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Đức Phổ cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với một viên chức văn phòng đăng ký đất đai ở Quảng Ngãi. Theo đó, Cơ quan Công an đã bắt tạm giam đối với ông NLN là viên chức văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, chi nhánh thị xã Đức Phổ về tội giả mạo trong công tác.
Qua điều tra, công an xác định trong quá trình công tác tại Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Quảng Ngãi chi nhánh thị xã Đức Phổ, ông Nở đã thỏa thuận với người dân hoặc qua đối tượng môi giới là có đất, nhận làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất chưa được cấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Theo đó, ông Nở đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để lấy phôi giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân khác để làm sai lệch, thay đổi thông tin và lập khống hồ sơ để làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác. Được biết, nhiều giấy tờ giả liên quan đến các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định trên đã được Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Quảng Ngãi thu hồi. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Đức Phổ tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông N để thu thập tài liệu có liên quan đến vụ án. Hiện nay, vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Đức Phổ tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.